Quyển 13, thứ 6, Tamahi Đa Địa, phần 3. Lại nữa, như Đức Thế Tôn dạy, bí số các ông nên vui sự hư không nhàn, siêng tu quán hành, nội tâm an trụ tránh Samatha, đó là năng xa lìa tham trước ngoại cụ, hoặc ở xứ hư không nhàn, hoặc ngồi dưới gốc cây, buộc niệm hiện tiền, cho đến nói rộng gọi là vui sự hư không nhàn, nên biết đây hiện thân xa lìa. Nếu bên trong năng trụ chín chủng trụ tâm, gọi là nội tâm an trụ tránh Samatha, nên biết đầy hiển tâm xa lìa, nếu vui ở xứ không nhàn, liền năng dẫn phát nội tâm an trụ tránh Samatha. Nếu nội tâm an trụ tránh Samatha, liền năng dẫn phát tỉ bát xá na. Nếu khéo tu tập tỉ bát xá na rồi, tức năng dẫn phát ở trong các pháp như thật hiểu rõ. Lại nữa như Đức Thế Tôn dạy, bí số các ông ở nơi Tam Ma Địa, phải xem tu tập vô lượng, thường ủy, an trụ tránh niệm. Đó là trước nêu trùng về Tam Ma Địa đã siêng năng tu tập rồi, về sau dùng ba việc khác nhau hiển tu tướng, vô lượng tức là bốn vô lượng, thường ủy tức là thường có thực hành và phó thác vào tất cả thực hành nên gọi thường ủy, an trụ chánh niệm tức là hiển tâm an trụ ở bốn niệm trụ. Cớ sao lại nói ba trùng tu tướng đây? Vì nương hai trùng viên mãn, một thế gian viên mãn, hai xuất thế gian viên mãn. Vì tu vô lượng liền năng dẫn phát thế gian viên mãn, vì tu chánh niệm sẽ năng dẫn phát xuất thế gian viên mãn, vì tu thường ủy thì chóng thông đạt cả hai chủng trên. Do nhân duyên đây nên nói ở trong hai xứ chỉ thuyết ba chủng tu tướng. Lại vô lượng hiển đạo Samatha trụ chánh niệm, hiển đạo tỷ bát xá na, thường ủy hiển hai chủng đây nhanh chóng hướng đến chứng đạo. Lại vô lượng hiển hướng đến hành phước đức, trụ chánh niệm hướng đến hành niết bàn, thường ủy hiển hướng đến chóng viên mãn hai chủng hành. Chưa khéo tu tập Samatha rồi, về sau mới năng song hành với tỷ bát xá na, vì tu hai chủng Tam Ma Địa đây như thật giác liễu cảnh giới sở trì. Lại nữa, như Đức Thế Tôn dạy, người tu tĩnh lự hoặc có đẳng trí thiện xảo, không phải đẳng trí thiện xảo như kinh đã nói rộng. Cốt Đà Nam tụng, sao gọi là đẳng trí thiện xảo? Vì thiện xảo ở nơi không vô tướng vô nguyện Tam Ma Địa. Sao gọi là không phải đẳng trí thiện xảo? Vì không thiện xảo ở nơi thắng xứ, biến xứ, diệt tận đẳng trí. Sao gọi là đẳng trí thiện xảo? Không phải đẳng trí thiện xảo, tức là ở nơi mười chủng biến xứ đẳng trí và vô tường đẳng trí, hoặc nhập hoặc xuất đều được thiện xảo, không phải ở ba tàng mà địa mà được thiện xảo. Sao gọi là cả hai đều thiện xảo? Vì ở nơi đẳng trì và đẳng trí đều được thiện xảo. Sao gọi là cả hai đều không thiện xảo? Vì ở nơi đẳng trì và đẳng trí đều không thiện xảo. Như ở trước đã thuyết đẳng trì đẳng trí, tùy chỗ thích hợp phải khéo kiến lập. Sao gọi là đẳng trì thiện xảo, không phải đẳng trí thiện xảo, tức là ở nơi danh cú văn thân đẳng trì, khéo biết sai biệt, không phải khéo biết ở nơi các hành trạng tướng năng nhập đẳng trí sai biệt. Sao gọi là đẳng trí thiện xảo, không phải đẳng trí thiện xảo, như có người khéo biết các hành trạng tướng năng nhập một trong số các đẳng trí nào đó, hiện tiền cũng năng nhập, mà không khéo biết tướng danh cú văn thân sai biệt của Tam Ma Địa đây, cũng không thể biết chính mình đã được nhập đẳng trì sai biệt như vậy, như vậy. Có chư Bồ Tát tùy năng đắc nhập hoặc trăm hoặc ngàn các Tam Ma Địa mà không rõ biết danh cú văn thân của các Tam Ma Địa kia, cũng không thể biết chính mình đã đắc nhập đẳng trì sai biệt như vậy, như vậy. Cho đến chưa từng được nghe từ chư Phật và chưa từng được nghe chư Bồ Tát đã đắc cứu cánh bậc nhất, hoặc tự mình chưa từng chứng đắc cứu cánh bậc nhất. Sao gọi là trụ? Tức là khéo giữ lấy các hành trạng tướng năng nhập Tam Ma Địa. Vì khéo giữ lấy kia nên theo ý muốn mà năng trụ nơi định ở nơi Tam Ma Địa không trở lại thối thất. Như vậy hoặc trụ nơi định hoặc không thối thất, cả hai đều gọi là trụ. Sao gọi là xuất? Như có người ở nơi các hành trạng tướng năng nhập định chẳng trở lại tư duy, ở nơi phân biệt tướng thể bất định địa, tác ý tư duy pháp không đồng lại, nhiếp thuộc định địa, xuất ly Tam Ma Địa, hoặc vì nhân tùy theo việc làm, hoặc vì nhân việc làm nhất định, hoặc vì nhân việc làm được giao ước mà xuất nơi định, hoặc lại vì muốn chuyển nhập định khác do nhân duyên đầy nên xuất Tam Ma Địa. Nhân tùy theo việc làm, tức là nhân làm các nghiệp như tu sửa y bát, nhân việc làm nhất định, tức là nhân làm các nghiệp như ăn uống phụng sự sư trưởng, nhân việc làm được giao ước, tức là có người trước đã lập giao ước hoặc hứa làm một việc nào đó cho người. Sao gọi là hành?
tức là như sở duyên tạo nên chủng chủng hành khiến nhập nơi định, như hành thô, hành tĩnh, hành bệnh, hành ung, hành tên, hành vô thường hoặc sở hữu các hành ở trong tam ma địa nào đó. Sao gọi là trạng đối với các định? Khi sắp muốn nhập liền có tướng trạng định đây khởi trước, do tướng trạng đây nên kia tự mình rõ biết ta ở nơi tướng định như vậy chẳng lâu sẽ nhập hoặc lại đang nhập. Vị thầy dạy bảo người kia nương tướng trạng đầy mà rõ biết kia chẳng lâu sẽ nhập tướng định như vậy. Sao gọi là tướng? Đó là hai chủng tướng, một tướng sở duyên, hai tướng nhân duyên. Tướng sở duyên là thể phân biệt do duyên đầy năng nhập các định. Tướng nhân duyên là tương lương định do nhân duyên đầy năng nhập các định, tức là thuận theo sự dạy dân, dạy trao về định, tích tập tư lương sở hành các định, tu tâm yểm hoạn đồng hành với dục. Ở nơi loạn không loạn liễu chi tỉ mỉ thẳm sâu, cũng không bị sự bức não, hoặc do người làm, hoặc do phi nhân làm, hoặc do âm thanh làm, hoặc do dụng công làm, hoặc sao gọi là điều thiện hoặc tam ma thiện đây, vẫn còn bị sự câu chấp của hữu hành như nước bị giữ lại, hoặc bị câu chấp của pháp tánh không tịch tĩnh, không diệu, không phải đạo an ổn, cũng chưa chứng đắc tâm tánh một hướng. Tam ma địa đây không được gọi là điều thiện, không tùy theo chỗ vui mà chỗ an ẩn, trái với tướng đây gọi là điều thiện. Sao gọi là bị sự câu chấp của hữu hành? Tức là vì thệ nguyện đồng hành với ý tư, vì chế phục ngoại duyên giữ gìn tâm nơi định, lại ở nơi tác ý phải do dụng công mới có thể chuyển vận, khiến nội tâm không bị lưu tán ở bên ngoài, cho nên nói như nước bị giữ lại. Sao gọi là bị sự câu chấp của pháp tánh? Tức là quán địa dưới là pháp tánh thô, quán địa trên là pháp tánh tĩnh. Sao gọi là tịch tĩnh vi diệu, đắc đạo an ẩn và năng chứng đắc tâm tánh một hướng, như trong năm thánh trí tam ma địa đã được giải thích. Sao gọi là sở hành? Tức là sở hành cảnh giới tam ma địa, vì chỉ biết được ngang định đã đắc, quá đây trở nên không thể biết. Như sơ tĩnh lự không thể quán thấy đệ nhị tịnh lự, như vậy vượt qua căn, vượt qua số thủ thú cũng chẳng thể biết. Sao gọi là dẫn phát, tức là năng tóm lược nghĩa rộng của văn câu và năng thành tựu trọn vẹn các công đức thủ thắng. Sao gọi là ái bình đẳng, bao gồm tàm quý, ái, kính, tín, tránh tư duy, tránh niệm, tránh tri, hộ căn, hộ giới và vô hối. Lạc là rốt sau, bởi lẽ thuận theo lạc đây tâm đắc định, trái với tướng đây gọi là ái không bình đẳng. Sao gọi là ái bình đẳng, cũng không bình đẳng. Như có người ở nơi tàm quý ít phần thành tựu, ít phần không thành tựu như đầy đủ tàm quý mà không có ái kính cho đến nói rộng. Sao gọi là tăng ở nơi định đã đắc lại chuyển chuyển tăng trưởng? Sao gọi là giảm ở nơi định đã đắc trở lại thối thất? Sao gọi là phương tiện, tức là hướng đến hai đạo kia lại chỉ cử xà? Nên biết tướng đây như trước đã phân biệt đầy đủ. Lại nữa, như trong kinh nói về sự phân biệt tịnh lự, có người tĩnh lự đang lúc hưng thạnh thì chính là suy giảm, cho đến nói rộng. Trong đây nên biết hai thời kỳ điên đảo có bốn hành chuyển, đó là ở tam ma địa hoặc lúc thối đoạn hoặc lúc thắng tiến. Lúc hướng đến thối và thối đều gọi là suy giảm. Lúc hướng đến đạo thắng tiến và thắng tiến đều gọi là hưng thạnh. Sao gọi là nên biết lúc ở nơi tam ma địa tiến điên đảo? Như có người cho là nay ta thối thất ly sanh hỷ lạc, nay ta thối thất thắng tam ma địa. Việc ấy thế nào? Tức là người thực hành tĩnh lự kia, vì chuyên cần tu tập, vì tâm thú đến tịch tĩnh, vì hành tùy xả, từ sơ tĩnh lự đắc nhập ở phần cận sát với đệ nhị tịnh lự, nhưng đối với việc đây không khéo rõ biết. Trong giai đoạn đây, hỷ lạc sơ tĩnh lự địa đã qua nhưng vẫn chưa thể đắc sở hữu hỷ lạc trong đệ nhị tịnh lự địa. Do đầy tác niệm, nay ta thối thất ly sanh hỷ lạc, nên tử định kia tâm trở lại thối thất. Nên biết kẻ tu tĩnh lự như vậy, tâm bị điên đảo. Sao gọi là lúc ở nơi tam ma địa thối điên đảo? Như có người đắc sơ tịnh lự vì cầu niết bàn nên tích tập tư lương, kia đã đắc sở tu tư lương viên mãn đối với niết bàn do nhân duyên đây, hoặc do dụng công, hoặc lại nhậm vận hiện tiền khởi tưởng tác ý như thế do tưởng tác ý như vậy ở trong các sắc, cho đến thức do biết như vậy, cho đến vô ngã, nên từ đây nhân định thế gian không gián đoạn, sanh khởi hỷ là không hiện hành trở lại, bèn nghĩ rằng nay ta thối thất lợi ích do định sanh và chỗ y chỉ. Do tưởng tác ý như vậy nên từ định kia trở lại thối thất tâm. Như vậy nên biết kẻ tu tĩnh lự ở tam ma địa mà bị thối thất điên đảo.
Sao gọi là ở nơi tam ma địa thối thất không điên đảo, như có người đã đắc sơ tịnh lượng, bèn sanh vui đủ, chẳng cầu thắng tiến, chỉ khởi ái vị. Do khởi dục đồng hành với tưởng tác ý như vậy, liền bị thối thất cận định dục giới. Kiểu nơi sự suy thối đây, nằm rõ biết là suy, do nhân duyên đây nên biết không điên đảo. Lại vì sở đắc tính lự định nên tự khen mình chê người, ta mới có thể đắc tính lự định đây người khác chẳng thể đắc. Do khởi dục đồng hành với tưởng tác ý như vậy, sở hữu chuyển cái, chuyển tăng trưởng, chuyển sâu dày, liền từ định kia hoàn thối. Kể ở nơi sự suy thối đây năng khéo biết là suy, lại lấy việc sở đắc các tính lự định mà khoe khoang với người khác, như quốc vương đại thần, vì muốn họ phải cúng dường cho mình, cho nên từ định khởi rồi tầm tư việc đây. Do dục đồng hành với tưởng tác ý như vậy, sở hữu chuyển cái, chuyển tăng trưởng, chuyển sâu dày, còn lại như trước thuyết. Như vậy nên biết người đắc tịnh lự ở nơi tam ma địa thối thất không điên đảo. Tướng không điên đảo thứ hai, nên biết ngược lại với tướng không điên đảo ban đầu. Hai sự không điên đảo đây cũng nên biết tướng của nó ở hai thời kỳ. Do nương theo hai sự điên đảo và hai sự không điên đảo như vậy mà an lập bốn hành chuyển. Lại nữa, như trong kinh nói về sự phân biệt bốn kiểm hành định, do bốn chủng tướng kiểm hành tất cả tam ma địa, tức đẳng chỉ đây là thuận phần thối, cho đến đẳng chỉ đây là thuận phần quyết trạch. Sao gọi là kiểm hành? Tức đây là phần liệt, đây là phần thắng, đây là phần thủ thắng, đây là phần tối thắng, thứ lớp đây là như thế nào? Đó là người tu định, từ sơ tịnh lự hoàn thối suốt rồi, đối với các tịnh lự không vui nhập trở lại. Cũng chẳng tư duy hành trạng tướng đây, nhưng các tưởng tác ý đồng hành với dục lớp lớp hiện tiền như trước đã thuyết, nên từ kia khởi rồi, tùy nhớ nghĩ ái vị. Bây giờ người tu tĩnh lự nên tự mình kiểm hành, tam ma địa của ta nay thành thối liệt. Lại có người tu định, từ sơ tịnh lự hoàn thối suốt rồi, được nghe giáo pháp thuận theo định đây, đó là các hành trạng tướng sơ tĩnh lự. Nhờ đó ân cần chân thành hướng đến, khéo giữ lấy tướng đây, khiến chủ kiên cố định đã đắc, không bị quên mất. Như vậy vì tùy nhớ nghĩ pháp thuận định thành phần thuận an trụ, bây giờ nên tự kiểm hành, tam ma địa của ta đã thành thắng, tam ma địa của ta đã được an trụ, không phải thối, không phải tiến, không phải hướng đến quyết trạch. Lại có người tu định, từ sơ tịnh lự hoàn thối suốt rồi, được nghe pháp dạy trao thuận đệ nhị tịnh lự, đã được nghe rồi, các tưởng tác ý đồng hành với đạo đệ nhị tịnh lự lớp lớp hiện tiền, bây giờ nên tự kiểm hành, tam ma địa của ta đã trở nên thủ thắng, không phải thối, không phải trụ, chỉ là thắng tiến, không phải hướng đến quyết trạch. Lại có người tu định, từ sơ tịnh tự hoàn thối suốt rồi, nghe giáo pháp tương ứng với tướng khổ đế đã được nghe rồi, tưởng tăng ý đồng hành với khổ đế, thuận phần quyết trạch lớp lớp hiện tiền, bấy giờ kia tự kiểm hành, tam ma địa của ta đã trở nên tối thắng, không phải thối, không phải trụ, cũng không phải thắng tiến mà hướng đến quyết trạch. Lại nữa, như kinh nói, có mắt có sắc cho đến có ý có pháp, các bi số ở nơi các pháp đầy hoặc thật hoặc có, đều không lãnh thọ, tưởng còn không thọ, hà hướng vô tưởng. Ý đây như thế nào? Đó là các bi số an trụ đầy đủ ở sơ tỉnh lự, do nhân duyên đây nhằm chán tột cùng nhãn sắc cho đến ý pháp, do tưởng chán hoại uy thế, lấn đoạt, nên ở nơi mắt không có tưởng mắt mà có tưởng ấy, cho đến ở nơi pháp không có tưởng pháp mà có tưởng ấy. Sao gọi là có tưởng? Tức là ở nơi mắt tác ý tư duy là khổ, là tập hoặc là bệnh. Vì kia ở nơi các pháp không thọ tự tướng, như vậy cho đến vô sở hữu xứ, trong đây đang nói về tác ý vô lậu. Sao gọi là không thọ vô tưởng? Vì không tư duy tất cả tướng ở trong tận diệt tư duy tịch tĩnh, trong đây ý nói lìa các tướng tưởng gọi là vô tưởng. Lại nói người an trụ ở diệt tận định, tất cả các tưởng đều chẳng sanh khởi. Lại nữa, như trong kinh nói về bốn chủng hướng đến đạo, sao gọi là tính tọa ở nơi các pháp tư duy giản trạch? Đó là có bí số thứ nhất đã đắc sơ tịnh lự mà chưa kiến đế, do nghe chánh pháp và đa văn mà năng tính tọa, nương tam ma địa phát khởi hiện quán nơi pháp khổ đế, hành giả như vậy nương tăng thượng tâm, tu tăng thượng tuệ. Lại có bí số thứ hai như thật biết khổ cho đến biết đạo mà chưa chứng đắc sơ tịnh lự, vị kia liền tính tọa tư duy các pháp, hành giả như vậy nương tăng thượng tuệ, tu tăng thượng tâm. Lại hành giả thứ ba gọi là đều đắc cả hai là Samatha và Tỷ Bát Xá Na, vì tập chuyển song song. Lại hành giả thứ tư
Trước đã chứng đắc sơ tỉnh lự nhưng chưa lắng nghe chánh pháp, chưa tập đà văn. Về sau từ bậc đại sư hoặc những bậc tôn sư khác nghe pháp được kiến đế hoặc lại được nghe pháp đoạn kiết dư tàn, do đề nhập trần hiện quán đế hoặc lại chứng đắc quả A-la-hán, vị kia chứng đắc hỷ duyệt đại thiện do xuất ly đem lại, do năng chế phổ các tâm trạo cử trở lại tĩnh tọa, tĩnh tọa như vậy rồi tâm an trụ tĩnh lự đẳng trí. Như vậy chủng hướng đến đạo thứ nhất dẫn kiến đạo, chủng hướng đến đạo thứ hai, thứ ba dẫn tu đạo, chủng hướng đến đạo thứ tư dẫn cả hai là kiến đạo và tu đạo. Lại nữa, như trong kinh nói, có bốn loại thanh tịnh thủ thắng, nếu cầu thanh tịnh, đây thật là thủ thắng hơn cả, cho nên gọi là thanh tịnh thủ thắng. Sao gọi là thanh tịnh? Sở đắc sở chứng, sở dẫn giới hoặc viên mãn hoặc nhiếp thọ, đây gọi là thanh tịnh. Sao gọi là thủ thắng? Phát sanh tinh tấn, điều gì chưa viên mãn khiến viên mãn, đây gọi là thủ thắng. Sao gọi là viên mãn thi la? Nếu có người tùy trụ đầy đủ giới, cũng năng thủ hộ biệt giải thoát luật ghi, nhưng ở trong quỹ tắc và sở hành chưa thể đầy đủ, chưa ở nơi tội nhỏ thấy sầu sợ hãi, đây gọi là thi la chưa viên mãn. Nếu đối cả thảy đều đầy đủ thì gọi là viên mãn, cũng gọi là viên mãn thi la. Sao gọi là nhiếp thọ thi la? Nếu trường thời xuyên suốt tu tập, khéo gìn giữ căn môn, nói rộng cho đến ở nơi thì là nhiếp thành tự thể, an trụ tự tánh, như vậy gọi là nhiếp thọ thi la. Sao gọi là viên mãn tam bà địa? Hoặc đã đắc quả giác hạnh cứu cánh hoặc đệ tử tịnh lự thì được gọi là viên mãn, và các vị thấp hơn đều gọi là chưa viên mãn. Sao gọi là nhiếp thọ tam ma địa? Sở đắc tam ma địa của kia thời sau thanh tịnh, lại tam ma địa không bị sự câu chấp của hữu hành cho đến nói rộng. Sao gọi là viên mãn kiến? Tức là từ người được nghe chánh pháp như lý tác ý nên chánh kiến được sanh. Do chánh kiến đây tùy năng biết khổ cho đến biết đạo, nếu chưa như thật thì vẫn không được gọi là viên mãn chánh kiến. Nếu năng ở kia như thật rõ biết, bây giờ mới gọi là viên mãn chánh kiến. Sao gọi là nhiếp thọ kiến? Ở thời sau các lậu vĩnh viễn tận cho đến nói rộng. Sao gọi là viên mãn giải thoát? Nếu do hữu học trí kiến được giải thoát tham thì chưa được gọi là viên mãn. Nếu do vô học trí kiến được giải thoát tham thì mới gọi là viên mãn. Sao gọi là nhiếp thọ giải thoát? Tức là hoặc đi hoặc đứng thường chẳng thối thất lạc trú hiện pháp. Như vậy gọi là nhiếp thọ giải thoát. Lại nữa, như kinh nói, bí số hành tâm thành tịnh, ở mỗi thời gian nên tránh tăng ý tư duy năm tướng cho đến nói rộng phương tiện sinh tu tăng thượng tâm thì được gọi là hành tâm thành tịnh. Sở hữu tầm từ các ác bất thiện như tầm tư dục, tầm tư thân thuộc xóm làng đều năng làm chướng ngại các hành đây. Lược có ba chủng bồ đặc giả la, vì hành tầm tư phẩm hạ trung thượng sai khác nên có các chướng sai khác. Bồ đặc giả la thứ nhất, do tránh tư duy tướng khác khiến tầm tư kia không hiện hành trở lại. Bồ đặc giả la thứ hai, do thấy sâu quá hoạn của tầm tư, hoặc vì không nhớ nghĩ không tư duy khiến tầm tư kia không hiện hành trở lại. Sao gọi là không nhớ nghĩ không tư duy? Vì tâm khéo an trụ bên trong. Bồ đặc giả la thứ ba không phải như bồ đặc giả la ban đầu, có khả năng khiến tất cả tầm tư kia chẳng hiện hành, cần yếu phải phương tiện khiến hành tầm tư mỏng dần cho đến ngừng nghỉ, thô đã dừng rồi dần dần phải chế phục. Nếu ở nơi đường tầm tư, sở duyên tầm tư vẫn còn chưa thể sanh sâu chán ghét sợ hãi thì phải lấy tầm đồng hành yểm họa nhiều lực tư duy. Ở nơi tầm đồng hành tầm tư kia điều luyện chế phục. Ba chủng bồ đặc giả la như vậy phân làm năm chủng. Lại nữa, trong kinh rửa bụi, Đức Phật Thế Tôn dạy phải như cách thức tinh luyện vàng ròng để điều luyện tâm cho đến nói rộng. Sao gọi là nên biết tất cả nghĩa như vậy? Đó là tinh luyện vàng lược có ba giai đoạn: một, điều luyện trừ cấu; hai, điều luyện nhiếp thọ; ba, điều luyện điều nhu. Điều luyện trừ cấu tức là từ trong quặng vàng dần dần trừ bỏ đi những cấu to cấu vừa rồi đến cấu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại thuần cát vàng tinh sạch. Điều luyện nhiếp thọ tức là đối với vàng kia cẩn thận nấu chảy. Điều luyện điều nhu tức là đã nấu chảy rồi lại tiếp tục tinh luyện sửa lại tỉ mỉ những lỗi xấu như tỉ vết đường nứt, như quặng vàng bên trong có vàng sống, cát vàng tinh sạch thì người hành vị chủng tánh bên trong tâm tịnh nên biết cũng vậy. Đó là người khảm năng chứng bát niết bàn. Hỏi: từ vị nào mà gọi là người hành tâm tịnh? Đáp: từ vị được tâm tịnh tín cầu xuất gia. Ở vị tại gia và xuất gia có ba chủng cấu uế, thô, trung và tế.
Vị tại gia do hai chướng khiến chẳng thể xuất gia. Một nghiệp bất thiện, tức là thân ngữ thường vui an trú nơi ác hạnh. Hai a tà kiến, tức là chê bai thế gian không có chân thật a la hán chánh hạnh chánh trí. Đây đối với vị đã được tâm tịnh tín trước đang làm chướng ngại. Tâm tư dục chướng người xuất gia khiến tâm không thể sanh hỷ lạc. Tâm tư thân thuộc chướng người hỷ lạc khiến không thể thường tu thiện pháp. Vì đoạn kia thường tu thiện pháp chóng đắc viên mãn tâm thuần tịnh. Có tầm có tứ như cát vàng tinh sạch, đây gọi là điều luyện trừ cấu tâm, giống như vàng sống nhưng chưa nấu chảy. Nếu lại có người năng dừng nghỉ tầm tư cho đến an trụ đầy đủ đệ tứ tịnh lự, thì gọi là điều luyện nhiếp thọ tâm. Vì năng nhiếp thọ không tầm không tứ tam ma địa giống như vàng đã sạch, đã được nấu chảy. Nếu tam ma địa không bị sự câu chấp của hữu hành cho đến nói rộng, đây gọi là điều luyện điều nhu tâm. Vì ở nơi pháp thần thông tùy theo ý muốn có thể chuyển biến giống như vàng sống kia, đã được tinh luyện sửa lại tỉ mỉ những lỗi xấu tỉ vết đường nứt. Lại nữa như kinh nói, nên tác ý tư duy cả nơi ba tướng cho đến nói rộng, đó là ở từng thời kỳ nên tác ý tư duy tướng samatha sai khác, không nên chỉ một hướng muốn đối trị trầm trạo loạn trước. Nếu có người ở nơi chỉ cửa xà mà chưa thường xuyên tu tập, tức là chỉ một hướng tu tướng trầm trạo, người tu như vậy nên biết trụ ở vị đạo phương tiện. Nếu ở thời gian tư duy tướng xà như vậy, ở vị đạo thành tựu viên mãn, cũng do tu một hướng đây đối với pháp duyên khởi và trong thánh đế không tư trạch, nên tâm không chánh định, không tận các lậu. Ở trong các đế nếu chưa hiện quán chẳng thể hiện quán, nếu đã hiện quán thì chẳng đắc lậu tận. Chủng thứ nhất và thứ hai là đạo năng thành, song tam ma địa. Chủng thứ ba là đạo nương tam ma địa để tận các lậu. Trong đây lược hiển yếu nghĩa. Tùy theo từng thời kỳ mà tác ý tư duy khắp tất cả. Lại nữa, có bốn chánh pháp nhất trì thánh giáo. Những gì là bốn? Một xa lìa, hai tu tập, ba quả tu, bốn ở trong thánh giáo không có trái tranh. Xa lìa tức là ở núi rừng gốc cây, tịnh thất không nhàn. Tu tập tức là sống ở nơi kia, sinh tu hai pháp là Samatha và Tỷ Bát Xá Na. Quả tu sao gọi là đã tu tập Samatha nương Tỷ Bát Xá Na mà được giải thoát? Như có người trước đã đắc sơ tịnh lự cho đến đệ tứ tịnh lự, vị kia nương tam ma địa đây, như thật biết khổ cho đến biết đạo, vị kia tức nương Tỷ Bát Xá Na đây, nơi các phiền não kiến sở đoạn, tâm đắc giải thoát. Sao gọi là đã tu tập Tỷ Bát Xá Na nương Samatha tâm đắc giải thoát? Như có người như thật biết khổ cho đến biết đạo, vị kia nương tăng thượng tuệ, như vậy phát sanh tịnh lự. Tức do Samatha như vậy, ở trong các phiền não tu sở đoạn, tâm đắc giải thoát. Như vậy tu tập Samatha Tỷ Bát Xá Na rồi, và trong các cõi mà được giải thoát. Vì đoạn các hành kiến đạo sở đoạn gọi là đoạn giới. Vì đoạn các hành tu đạo sở đoạn gọi là ly dục giới. Vì tất cả hữu chấp đều vĩnh viễn diệt gọi là diệt giới. Đây gọi là quả tu. Ở trong thánh giáo không trái tranh, đó là đại sư và các đệ tử hoặc nghĩa hoặc câu văn, hoặc ở văn câu nghĩa đều bình đẳng hòa hợp, tùy thuận lẫn nhau, chẳng phải như thị thiết kiến giải của dị đạo, có chủng chủng kiến giải, chẳng phải một, sai biệt, chẳng đồng. Vì như cú thứ nhất gọi là tiền cú, nếu lấy cú đây, hỏi đối với một cú với cú một đầu tiên, tôi cũng là lấy cú đây mà hỏi đối với cú thứ hai. Giả sử ở cú một đầu tiên nương ẩn mà hỏi, ở cú thứ hai lại nương pháp khác mà hỏi, liền không được gọi là cùng cú thứ nhất bình đẳng hòa hợp, qua lại thuận theo nhau. Thứ bảy, phi tam ma hí đa địa. Như vậy đã thuyết tam ma hí đa địa, sao gọi là phi tam ma hí đa địa? Nên biết tướng địa đây được có 12 chủng. Một, hoặc vì có tự tánh bất định gọi là phi định địa, đó là năm thức thân. Hai, hoặc vì thiếu đi sự thinh an gọi là phi định địa, đó là các tâm tâm pháp hệ thuộc dục giới. Các tâm tâm pháp kia tuy cũng có tâm tánh nhất cảnh, nhưng vì không có thinh an âm thầm nhuần chuyển nên không gọi là định. Ba, hoặc vì có sự chẳng phát khởi hướng đến gọi là phi định địa, đó là kẻ thọ dục, ở trong các dục thường thọ dụng sanh nhiễm trước sâu dày. Bốn, hoặc vì rất tán loạn gọi là phi định địa, đó là người mới tu định, nơi tâm điều tán theo năm diệu dục. Năm, hoặc vì tụ hội yếu ớt gọi là phi định địa, đó là người mới tu định, nội tâm yếu ớt, có hôn trầm thụy miên che lấp. Sáu,
hoặc vì chưa chứng đắc gọi là phi định địa, đó là người mới tu định tuy không tán loạn và sự tụ hội yếu ớt xoay vần nhiễu não tâm, nhưng do vẫn còn chưa đắc các tác ý nên các tâm tâm pháp không được gọi là định. 7. Hoặc vì chưa viên mãn gọi là phi định địa, đó là tùy đắc tác ý nhưng chưa chứng đắc gia hạnh cứu cánh và quả gia hạnh cứu cánh nên không gọi là định. 8. Hoặc vì có tạp nhiễm ô gọi là phi định địa, đó là tuy chứng đắc tác ý quả gia hạnh cứu cánh nhưng bị trùng trùng hoặc như ái vị nhiễm ô tâm. 9. Hoặc vì không tự tại gọi là phi định địa, đó là tùy đã đắc tác ý quả gia hạnh cứu cánh, tâm cũng không bị phiền não nhiễm ô, nhưng ở nơi các tướng nhập trụ xuất định chưa được tự tại theo ý muốn còn rít rắm khó khăn. 10. Hoặc vì không thành tịnh gọi là phi định địa, đó là tùy được tự tại tùy theo chỗ muốn không rít rắm không khó khăn, nhưng vì chỉ tu đắc định thế gian chưa thể vĩnh viễn diệt trừ phiền não tùy miên, các tâm tâm pháp chưa gọi là định. 11. Hoặc vì xuất gia gọi là phi định địa, đó là sở đắc định tuy không thối thất nhưng vì xuất định nên không gọi là định. 12. Hoặc vì thối thất gọi là phi định địa, đó là vì thối thất sở đắc tam ma địa nên không gọi là định. Thứ 8. Hữu tâm địa. Thứ 9. Vô tâm địa. Như vậy đã thuyết phi tam ma hí đa địa, sao gọi là hữu tâm địa, sao gọi là vô tâm địa. Tướng hai địa đây đều do năm môn. 1. Do môn địa thi thế kiến lập. 2. Do môn tâm loạn, không loạn kiến lập. 3. Do môn sanh, không sanh kiến lập. 4. Do môn phần vị kiến lập. 5. Do môn đệ nhất nghĩa kiến lập. 1. Do môn địa thi thiết kiến lập, đó là năm thức thân tương ứng địa, ý địa, có tầm, có tứ địa, không tầm chỉ tứ địa. 4 địa đây chỉ một hướng là hữu tâm địa. Trong không tầm không tứ địa trừ vô tưởng định bao gồm vô tưởng sanh và diệt tận định, còn lại một hướng là hữu tâm địa, hoặc vô tưởng định hoặc vô tưởng sanh và diệt tận định, đây là vô tâm địa. 2. Do môn tâm loạn, không loạn kiến lập, đó là bốn sự điên đảo khiến nơi tâm điên đảo gọi là tâm loạn. Nếu bốn điên đảo này khiến tâm không điên đảo gọi là tâm không loạn, tâm loạn cũng gọi là vô tâm, vì tánh thất thường tan hoại. Như thế gian thấy có kẻ tâm bị cuồng loạn, liền nói người này không có tâm, bởi tâm cuồng loạn đánh mất bản tánh. Trong môn đầy, các tâm loạn điên đảo gọi là vô tâm địa, nếu tâm không loạn gọi là hữu tâm địa. 3. Do môn sanh, không sanh kiến lập, đó là tám nhân duyên khiến tâm hoặc sanh hoặc lại chẳng sanh, bao gồm vì căn bị hư hoại, vì cảnh không hiện tiền, vì khuyết tác ý, vì chưa đắc, vì trái nhau, vì đã đoạn, vì đã diệt, vì đã sanh cho nên tâm không được sanh. Trái với các nhân duyên đầy, tâm liền được sanh. Trong đầy hoặc nhân duyên sanh đầy đủ, tâm liền được sanh, gọi là hữu tâm địa. Hoặc vì gặp nhân duyên tâm chẳng sanh, tâm liền không sanh, gọi là vô tâm địa. 4. Do môn phần vị kiến lập, đó là trừ 6 vị, nên biết còn lại gọi là hữu tâm địa. Những gì là 6? Đó là vị vô tâm thủy miên, vị vô tâm phiền muộn, vị vô tưởng định, vị vô tưởng sanh, vị diệt tận định và vị vô dư ý niết bàn giới. 6 vị như vậy gọi là vô tâm địa. 5. Do môn đệ nhất nghĩa kiến lập, đó là chỉ ở trong vô dư ý niết bàn giới mới là vô tâm địa. Vì cớ sao? Vì ở trong cõi giới đây a lại ra thức vĩnh viễn diệt, các vị còn lại tuy truyền thức diệt gọi là vô tâm địa, nhưng a lại ra thức chưa vĩnh viễn diệt tận nên đối với đệ nhất nghĩa không phải là vô tâm địa. Thứ 10. Văn sở thành địa, phần 1. Như vậy đã thuyết hai địa là hữu tâm địa và vô tâm địa, sao gọi là văn sở thành địa? Nếu nói lược tức là ở nơi năm minh xứ có vô lượng danh cố văn thân sai biệt, giác tuệ làm tiền dẫn, lắng nghe lãnh thọ, đọc tụng nhớ nghĩ, lại ở trong nghĩa nương theo danh thân, cố thân, văn thân hiểu biết không điền đảo. Như vậy gọi là văn sở thành địa. Những gì gọi là năm minh xứ? Đó là A. Nội minh xứ, B. Y phương minh xứ, C. Nhân minh xứ, D. Thành minh xứ, E. Công nghiệp minh xứ. A. Nội minh xứ, nếu nói tóm được thì do bốn chủng tướng. 1. Do tướng sự thì thiết kiến lập. 2. Do tướng tưởng sai khác thì thiết kiến lập. 3. Do tướng nhiếp nghĩa thánh giáo. 4. Do tướng chỗ Phật dạy cần nên biết. 1. Do tướng sự thi thiết kiến lập, đó là ba chủng sự tổng nhiếp tất cả lời dạy của chư Phật. 1. Sự tố đát lãm kinh. 2. Sự tỷ nại gia luật.
Bà sự Ma Đát Lý Ca luận. Bà sự như vậy, trong phần nhiếp sự sẽ phân biệt rộng. Hai do tướng tưởng sai khác thì thiết kiến lập, Ốt Đà Nam nói: Cú mê hoặc khí luận, trụ chân thật, tịnh diệu, tịch tĩnh, tánh đạo lý, giả thi thiết, hiện quán. Sao gọi là cú? Đó là sáu nội xứ. Vô lượng cảnh giới, vô lượng phương sở, vô lượng thời phần. Lại có hai tánh không? Một bồ đặc giả la tánh không, hai pháp tánh không. Lại có hai tánh vô ngã, một bồ đặc giả la tánh vô ngã, hai pháp tánh vô ngã. Lại có quán hành xa lìa hai biên, một xa lìa biên tăng ích, hai xa lìa biên tổn giảm. Lại có ba giới, một dục giới, hai sắc giới, ba vô sắc giới. Lại có ba giới, một tiểu thiên thế giới, hai trung thiên thế giới, ba tam thiên đại thiên thế giới. Lại có ba thọ, một thọ khổ, hai thọ lạc, ba thọ không khổ không lạc. Lại có ba đời, một quá khứ, hai hiện tại, ba vị lai. Lại có ba bảo, một Phật bảo, hai Pháp bảo, ba Tăng bảo. Lại có ba pháp, một pháp thiện, hai pháp bất thiện, ba pháp vô ký. Lại có ba chủng tự tánh, một tự tánh biến kế, sở chấp, hai tự tánh y tha khởi, ba tự tánh viền thành thật. Lại có ba tánh vô tánh, một tánh tướng vô tánh, hai tánh sanh vô tánh, ba tánh thắng nghĩa vô tánh. Lại có ba tạp nhiễm, một phiền não tạp nhiễm, hai nghiệp tạp nhiễm, ba sanh tạp nhiễm. Lại có bốn chúng, một chúng tại gia, hai chúng xuất gia, ba chúng ô bà sách ca, cận sự nam, bốn chúng phi nhân. Lại có bốn thánh đế, một khổ thánh đế, hai tập thánh đế, ba diệt thánh đế, bốn đạo thánh đế. Lại có bốn quả sa môn, một quả dự lưu, hai quả nhất lai, ba quả bất hoàn, bốn quả tối thắng A-la-hán. Lại có bốn chủng chân thật, một sự chân thật thành tựu thế gian, hai sự chân thật thành tựu đạo lý, ba sự chân thật sở hành của trí do phiền não chướng thành tịnh, bốn sự chân thật sở hành của trí do sở tri chướng thành tịnh. Lại có bốn tầm tư, một tầm tư danh, hai tầm tư sự, ba tầm tư giả lập tự tánh, bốn tầm tư giả lập sai biệt. Lại có bốn như thật biến trí, một tầm tư danh lẫn phát như thật biến trí, hai tầm tư sự dẫn phát như thật biến trí, ba tầm tư giả lập tự tánh dẫn phát như thật biến trí, bốn tầm tư giả lập sai biệt dẫn phát như thật biến trí. Lại có năm sự phương quảng đại thừa, một tướng, hai danh, ba phân biệt, bốn chân như, năm chánh trí. Lại có năm tướng đại bồ đề, một vì tự tánh, hai vì công năng, ba vì phương tiện, bốn vì chuyển, năm vì hoàn. Lại có năm chủng đại thừa, một chủng tử, hai thú nhập, ba thứ lớp, bốn chánh hành, năm quả chánh hành. Đó là phát tâm ban đầu, vi mẫn thương xót hữu tình, ba là mật nhiếp việc chúng sanh, mình người tương tục thành thục. Lại có năm tưởng vô lượng, một tưởng hữu tình giới vô lượng, hai tưởng thế giới vô lượng, ba tưởng pháp giới vô lượng, bốn tưởng sở điều phục giới vô lượng, năm tưởng phương tiện điều phục giới vô lượng. Lại có nghĩa tùy đến chân thật, đó là ở trong tất cả pháp vô lượng như thật tùy đến khắp và ở nơi trí kia. Lại có thứ lớp chín đẳng trí, đó là sơ tịnh lự đẳng trí cho đến diệt thọ tưởng đẳng trí. Lại có 37 pháp bồ đề phần, đó là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy giác trì, tám đạo trì. Lại có uy đức thắng giải bất tư nghỉ vô chướng ngại trí, 32 tướng đại sĩ phu, 80 chủng tướng tùy hình, bốn chủng nhất thiết tướng thanh tịnh, 10 lực, bốn vô sở ý, ba niệm trụ, ba pháp bất hộ, đại bi, vô vọng thất, diệu trí, bà trừ tất cả tướng tập khí. Lại có rất nhiều các công đức thắng diệu, đó là vô lượng giải thoát, thắng xứ biến xứ, vô chánh nguyện trí, vô ngại giải, sáu thần thông. Các cú như vậy, tóm lược chỉ có hai cú, đó là cú được nói trong thanh phần thừa và cú được nói trong đại thừa. Sao gọi là mê hoặc? Là bốn điên đảo, một ở nơi vô thường, điên đảo kế chấp cho là thường, hai ở nơi khổ, điên đảo kế chấp cho là vui, ba ở nơi bất tịnh, điên đảo kế chấp cho là tịnh, bốn ở nơi vô ngã, điên đảo kế chấp cho là ngã. Sao gọi là hí luận? Là các uẩn của tất cả phiền não và tạp phiền não. Sao gọi là trụ? Là bốn thức trụ hoặc bảy thức trụ. Sao gọi là chân thật? Là chân như và bốn thánh đế. Sao gọi là tịnh? Là ba tánh thành tịnh, một tánh tự thể thành tịnh, hai tánh cảnh giới thành tịnh, ba tánh phần vị thành tịnh. Sao gọi là diệu? Là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Gọi là tối vi diệu vì thuộc trong số thì thiết tối đệ nhất. Sao gọi là tịch tĩnh?
là từ muốn thiện pháp cho đến tất cả pháp bồ đề phần và sở đắc quả đều gọi là tịch tĩnh. Sở gọi là tánh, là tướng thể của các pháp, hoặc tự tướng, hoặc cộng tướng, hoặc tướng giả lập, hoặc tướng nhân, hoặc tướng quả. Sở gọi là đạo lý, là các duyên khởi. Và bốn đạo lý, sở gọi là giả thi thiết, là chỉ ở nơi pháp giả lập bổ đặc giả la, và ở nơi tướng chỉ có giả lập các pháp. Sao gọi là hiện quán, là sáu chủng tử hiện quán như có tầm, có tứ địa đã thuyết. Lại nữa Út Đà Nam nói, phương sở vị phân biệt, tác chấp trì tăng giảm, tối ngôn sở giác thượng, xa lìa chuyển đẳng hộ. Sao gọi là phương sở là giác uẩn, sao gọi là vị là thọ uẩn, sao gọi là phân biệt là tưởng uẩn, sao gọi là tác là hành uẩn, sao gọi là chấp trì là thức uẩn, sao gọi là tăng có hai chủng, một phiền não tăng, hai nghiệp tăng, như tăng có hai chủng nên biết giảm cũng vậy. Sao gọi là tối là vô minh và nghi. Sao gọi là ngôn là 12 phần giáo của chư Như Lai gọi là ngôn. Sao gọi là sở giác là nghĩa được nói của vô số âm thanh kia kia gọi là sở giác. Sao gọi là thượng là bốn quả sa môn. Sao gọi là xa lìa là năm chủng xa lìa. Một xa lìa ác hạnh, hai xa lìa dục, ba xa lìa vật dụng, bốn xa lìa sự loạn động, năm xa lìa phiền não. Sao gọi là chuyển là năm thú ba cõi. Sao gọi là tảng hộ, tức là luyến tiếc quá khứ, hy vọng mong muốn vị lai đắm trước hiện tại. Lại nữa Út Đà Nam nói, tư trạch cùng hiện hành, tùy miên và tương tục, các tướng nhiếp tương ưng, thuyết trụ giữ thứ lớp. Sao gọi là tư trạch, đó là một hành thuận cú trước, thuận cú sau, tứ cú, vô sự cú. Lại có pháp, có sắc, pháp không sắc, pháp có thấy, pháp không thấy, pháp có đối, pháp không đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp có tranh, pháp không tranh, pháp có đắm mùi vị, pháp không đắm mùi vị, pháp nương mê say đắm luyến, pháp nương xuất tỳ, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp có hệ thuộc, pháp không hệ thuộc, pháp nội, pháp ngoại, pháp thổ, pháp tế, pháp liệt, pháp thắng, pháp xa, pháp gần, pháp có sở duyên, pháp không sở duyên, pháp tương ưng, pháp không tương ưng, pháp có hành, pháp không hành, pháp hữu y, pháp vô y, pháp nhân, pháp không phải nhân, pháp quả, pháp không phải quả, pháp dị thục, pháp chẳng phải dị thục, pháp có nhân, pháp không phải có nhân, pháp có quả, pháp không phải có quả, pháp có dị thục, pháp không có dị thục, pháp có chấp thọ, pháp không chấp thọ, pháp đại chủng tạo, pháp không phải đại chủng tạo, pháp đồng phận, pháp đồng phận kia, pháp hữu thượng, pháp vô thượng. Lại có pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, pháp hệ thuộc dục, pháp hệ thuộc sắc, pháp hệ thuộc vô sắc, pháp học, pháp vô học, pháp phi học, phi vô học, pháp kiến sở đoạn, pháp tu sở đoạn, pháp không có đoạn. Lại có bốn duyên, một nhân duyên, hai đẳng vô gián duyên, ba sở duyên duyên, bốn tăng thượng duyên. Lại có bốn y, một pháp là chỗ y, chẳng phải bồ đặc giả la, hai nghĩa là chỗ y, chẳng phải văn, ba kinh liễu nghĩa là chỗ y, chẳng phải kinh bất liễu nghĩa, bốn trí là chỗ y, chẳng phải thức. Lại có pháp bốn vô lượng, pháp bốn niệm trụ, pháp bốn chánh đoạn, pháp bốn thần túc, pháp năm căn, pháp năm lực, pháp bảy giác tri, pháp tánh, tám thánh đạo tri, pháp bốn hành tích, pháp bốn pháp tích, pháp sa ma tha, pháp tỷ bát xá na, pháp tàng thượng giới, pháp tàng thượng tâm, pháp tàng thượng tuệ, pháp giải thoát, pháp thắng xứ, pháp biến xứ. Hết thảy pháp như thế có vô lượng vô biên, phải nêu tư trạch. Sao gọi là hiện hành là các phiền não triền, sao gọi là thủy miên là các phiền não tùy miên, sao gọi là tương thuộc là sáu nội xứ trong thân, nên biết triền chuyển hệ thuộc xoay vần lẫn nhau. Lại nếu pháp đây năng dẫn pháp kia, nên biết đây kia xoay vần hệ thuộc lẫn nhau. Lại các căn cảnh nên biết năng thủ sở thủ xoay vần hệ thuộc lẫn nhau. Sao gọi là nhiếp là 16 chủng nhiếp, một nhiếp giới, hai nhiếp tướng, ba nhiếp chủng lại, bốn nhiếp phần vị, năm nhiếp không lìa nhau, sáu nhiếp thời, bảy nhiếp phương, tám nhiếp một phần, chín nhiếp đầy đủ phần, mười nhiếp thắng nghĩa, mười một nhiếp uẩn, mười hai nhiếp giới, mười ba nhiếp xứ, mười bốn nhiếp duyên khởi, mười năm nhiếp xứ phi xứ, mười sáu nhiếp căn. Sao gọi là tương ưng, nên biết tướng đây lược có năm chủng. Một tương ưng cùng với tha tánh, không phải tự tánh. Hai ở trong tha tánh tương ưng với không trái nhau, không phải trái nhau. Ba ở trong không trái nhau, phẩm nhuyễn trùng thượng cùng tương ứng với phẩm nhuyễn trùng thượng của chính nó, không phải phẩm khác. Bốn ở trong phẩm nhuyễn trung thượng tương ứng đồng thời, chẳng phải khác thời. Năm ở trong đồng thời tương ứng cùng địa, chẳng phải khác địa.
Sao gọi là thuyết là bốn chủng nguồn thuyết: một, nguồn thuyết của kiến; hai, nguồn thuyết của văn; ba, nguồn thuyết của giác; bốn, nguồn thuyết của tri. Sao gọi là trụ giữ là bốn thực: một, đoạn thực; hai, xúc thực; ba, ý tư thục; bốn, thức thực. Sao gọi là thứ lớp, đó là sáu chủng thứ lớp: một, lưu truyền thứ lớp; hai, sở tác thành tựu thứ lớp; ba, tuyển thuyết thứ lớp; bốn, sanh khởi thứ lớp; năm, hiện quán thứ lớp; sáu, đẳng trí thứ lớp. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói sở tác và sở duyên cùng du giả trí quán tác ý cùng dạy trao đức bồ đề thánh giáo. Sao gọi là sở tác là tám chủng sở tác: một, diệt trừ y chỉ; hai, chuyển y chỉ; ba, biết khắp sở duyên; bốn, hỷ lạc sở duyên; năm, đắc quả; sáu, ly dục; bảy, chuyển căn; tám, dẫn pháp thần thông. Sao gọi là sở duyên là bốn chủng sở duyên: một, sở duyên biến mãn; hai, sở duyên tịnh hành; ba, sở duyên thiện xảo; bốn, sở duyên tịnh phiền não. Sao gọi là du già hoặc bốn chủng hoặc chín chủng: bốn chủng du già: một, tín; hai, dục; ba, tấn; bốn, phương tiện. Chín chủng du già: một, đạo thế gian; hai, đạo xuất thế gian; ba, đạo phương tiện; bốn, đạo không gián đoạn; năm, đạo giải thoát; sáu, đạo thắng tiến; bảy, đạo phẩm nhuyễn; tám, đạo phẩm trung; chín, đạo phẩm thượng. Sao gọi là chỉ là chín chủng tâm trụ. Sao gọi là quán là hoặc ba quán sự, hoặc bốn quán hành, hoặc sáu quán sở duyên sự giải biệt. Ba quán sự: một, quán hữu tướng; hai, quán tầm cầu; ba, quán tứ sắc. Bốn quán hành: một, ở trong các pháp quán hành giản trạch; hai, quán hành cực giản trạch; ba, quán hành khắp tầm tư; bốn, quán hành khắp tứ sát; sáu, quán sở duyên sự sai biệt: một, quán sở duyên nghĩa; hai, quán sở duyên sự; ba, quán sở duyên tướng; bốn, quán sở duyên phẩm; năm, quán sở duyên thời; sáu, quán sở duyên đạo lý. Sao gọi là tác ý là bảy chủng tác ý: hết thảy tướng đây như trước đã thuyết. Sao gọi là dạy trao là năm chủng dạy trao: một, dạy trao giáo; hai, dạy trao chứng; ba, dạy trao thứ lớp; bốn, dạy trao không điên đảo; năm, dạy trao thần biến. Sao gọi là đức, đó là vô lượng giải thoát như trong cố đã thuyết. Sao gọi là bồ đề là ba chủng bồ đề: một, thanh văn bồ đề; hai, độc giác bồ đề; ba, a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Sao gọi là thánh giáo, tức là truyền dạy để làm nơi quy về, chế lập học xứ, xây dựng việc giảng nói lắng nghe, kiến lập thầy trò, luận thí, luận giới, luận sanh thiên, chê trách mùi vị của ái dục, bảo cho biết quá thất của dục, hiện nói pháp tạp nhiễm và thanh tịnh, dạy dẫn xuất ly cổ với viễn ly, xưng khen công đức cho đến nói rộng vô lượng vô biên pháp phẩm thanh tịnh. Ba, do tướng nhiếp nghĩa thánh giáo, trong đây có pháp năng tu tập, tức là đối với các thiện pháp chuyên trí thực hành, tương tục thực hành, xin tu phương tiện. Có pháp sở tu tập, tức là sở hữu các thiện pháp. Có pháp có quá hoạn, tức là pháp nên biết khắp. Có pháp có nhiễm ô, tức là pháp chẳng nên đắm trước, nên chế phục và đoạn trừ. Có pháp chướng ngại, tức là pháp trái nghịch, hiện quán cứu cánh. Có pháp tùy thuận, tức là pháp tùy thuận, hiện quán cứu cánh. Có pháp nhiếp thuộc chân như, tức là pháp nên giác ngộ. Có pháp nhiếp thuộc đức thủ thắng, tức là pháp nên dẫn pháp. Có pháp tùy thuận thế gian, tức là pháp nên tu tập, nên đoạn trừ và đoạn rồi hiện hành. Có pháp đắc cứu cánh, tức là pháp nên chứng đắc tự nghĩa cứu cánh. Bốn, do tướng Phật dạy cần nên biết. Nên biết trong đây tất cả hữu tình có ba chủng trụ, đó là trụ mỗi ngày, trụ thọ tận và trụ sanh khởi triển chuyển thiện pháp khả ái. Trụ thứ nhất là do thức ăn lực tăng thượng. Trụ thứ hai là do mạng hành lực tăng thượng. Trụ thứ ba là do đối với các thiện pháp không phóng dật lực tăng thượng. Ở trong các pháp bất thiện và vô ký cũng có pháp tương tự không phóng dật, như trong việc sát sanh và trong oai nghi công xảo, quán xét kỹ lưỡng mới có hành động. Và trong thiện pháp có pháp không phóng dật, tức vì ở trong hiện pháp cho đến năng đắc bát niết bàn, và vì ở trong hậu pháp sanh đến thiện thú có rất nhiều điều cần phải làm. Lại nữa, nương vào hữu tình thế gian và khí thế gian, có hai chủng pháp năng nhiếp tất cả sự hỷ luận: một, pháp năng thủ; hai, pháp sở y sở thủ của kia. Lại, các thế gian được có hai chủng tạp nhiễm căn bản, năng dẫn tạp nhiễm vô nghĩa không lợi ích: một, đối với những sự chân thật không hành hiểu biết chân chánh; hai, khi ở trước tiên mong cầu những điều vô nghĩa. Lại, ngoài chánh pháp và các sa môn hoặc bà la môn được có hai chủng tạp nhiễm căn bản: một, ý thân kiến lực tăng thượng, tìm cầu ngã là thường; hai, tìm cầu ngã là đoạn. Lại các hữu tình được có hai chủng
các khổ căn bản. Một, ở nơi pháp hữu lậu đồng hành với hỷ ái, có các sự mong muốn. Hai, ở nơi pháp phi lý dẫn dắt đồng hành chán lìa, có các sự mong muốn. Lại có hai chủng pháp dạy trao dạy dân, thầy và đệ tử trái nhau. Một, các đệ tử chẳng thể kham nhẫn lãnh thọ những lời dạy bảo. Hai, thầy có sở kiến điền đảo, tập hành tạ hạnh. Trái với hí tướng đây, tức là hai pháp phẩm bạch, lại có 27 pháp có thể trái vượt cảnh giới chánh hạnh thế gian xuất thế gian, tức là đối với những điều phi pháp tầm thượng do mình tạo tác, sanh quả bất khả ái, không quay lại suy xét tội đã làm, không biết hổ thẹn. Đối với việc suy thối trong hiện pháp, như bị người khác trói giết, không quay lại suy xét tội đã làm, không có hổ thẹn, trái với tướng đây nên biết, tức là hai pháp phẩm bạch. Lại có hai chủng kiến lập không điền đảo, năng khiến hành giả ít dụng công lực mà an trụ nơi phạm hạnh, chọn không uổng phí. Một, lập học xứ chân chánh, nếu có sự trái vượt liền mắc phải tội lớn, nếu không trái vượt sẽ sanh phước lớn. Hai, tránh lập xuất ly, chân thành khiến người đã trái vượt chóng trở lại ra khỏi và xa lìa. Lại có hai pháp năng khiến người làm được lợi mình người. Một, người sống hạnh viễn ly, tầm thường an định lạc trú hiện pháp. Hai, người sống ở nơi huyền náo, có người đến cầu pháp, thời thời vì người kia mà thuyết, năng khiến tránh pháp tường tục kiểu trụ. Lại có hai pháp năng khiến hữu tình, bên ngoài nghe âm thanh của người, bên trong tránh tác ý, vì hai nhân duyên, khiến ở trong hiện pháp nhập hiện quán đế hoặc ở đời tương lai các căn thành thục. Một, đối với nhân sanh pháp, tránh thông đạt nhân. Hai, đối với những điều Như Lai đã thuyết, có sự thẳm sâu tương tự thẳm sâu kinh tương ứng với không, tất cả duyên tánh duyên khởi thuận theo đó tác ý lớp lớp tư duy. Lại có hai pháp năng khiến bồ đặc giả la các căn thành thục nhanh chóng chứng thông tuệ. Một, đối với sự dạy trao dạy dân xa lìa rối nịnh. Hai, chán lìa làm tiền dẫn thần ngữ ý hành lìa những việc cợt đùa vui chơi. Lại có hai pháp khiến ở một nơi cùng với đồng phạm hạnh triển truyền đều được trụ an lạc. Một, kham nhẫn khi bị người bước não. Hai, tự mình không bước bách đối với người. Lại có hai pháp khiến ở một nơi cùng với đồng phạm hạnh những sự tranh cãi chưa sanh thì ngăn ngừa khiến không sanh, nếu đã sanh khiến nhanh chóng dứt trừ. Không đấu tranh, không kiện tụng, không tranh cãi, không ganh đua. Một, chuyển chuyển xoay vần khỏi tử tâm. Hai, bình đẳng thọ dụng pháp tiền của. Lại có hai pháp nhanh chóng khiến tâm trụ đăng tam ma địa thanh tịnh phạm hạnh. Một, vì nhớ nghĩ gìn giữ việc làm lời nói dài lâu lực tăng thượng, nếu có chỗ vi phạm liền như pháp hối trừ, nếu không có lỗi phạm liền sanh hoan hỷ, đêm ngày tùy học không phế bỏ. Hai, ở nơi tất cả sự nghiệp thần ngữ ý năng tránh rõ biết lực tăng thượng, nên đối với các quá thất chọn không vi phạm. Do nhân duyên đầy cũng không yêu hối, tuy sanh hoan hỷ nói rộng cho đến giải thoát tri kiến. Lại có hai pháp năng vượt các khổ, đó là năng siêu vượt các khổ ác thú và năng siêu vượt sanh tử đại khổ. Một, vì thấy hít sâu các quá hoạn, hiện pháp đương lai, xa lìa ác hành. Hai, tầm thường an định, tinh cần, tu tập pháp bồ đề phần. Lại có hai pháp năng khiến người tu đoạn sống hạnh xa lìa, được trụ an lạc. Một, ở cảnh giới chẳng sanh tạp nhiễm, không bị các ác tầm tư nhiễu loạn tâm. Hai, phàm việc ăn uống chỉ vì lợi ích, vừa đủ lượng tiêu hóa, năng thuận theo đó mà ngăn dứt, khiến thần điều hòa thích hợp. Lại có hai pháp khiến các bí xô tu phẩm thiện, không để thời gian trôi qua hư luống. Một, đối với các căn cảnh, tránh xin tu phương tiện, nghiên cứu pháp tướng. Hai, biết thời biết lượng, ít tập ngủ nghỉ. Lại có hai pháp năng hoại tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Một, kiến lập tà học, trái vừa tránh học và ôm lòng do dự. Hai, tăng thêm tà kiến, tổn giảm quyết định. Trái với hí tướng đây nên biết là hai pháp phẩm bạch. Lại có hai pháp năng khiến bồ đặc giả la đã hai tích tập tư lương bồ đề mà chưa nhập hiện quán, chóng nhập hiện quán. Một, tư duy sự suy thối, hướng thạnh của mình, người ở hiện tại và quá khứ. Hai, siêng tu hành đế nhiếp lấy tác ý không điền đảo. Lại có hai pháp khiến người quán hành liệt cấu phạm hạnh, chóng đắc viên mãn, cho đến tối cực cứu cánh. Một, tu hiện quán đế. Hai, về sau siêng tu phương tiện đi dục ở nơi các đẳng trí, không các ái vị, lìa các chướng nạn. Lại có hai pháp khiến người quán hành chóng năng dẫn phát tất cả đức thủ thắng thế gian xuất thế gian. Một, chín tướng tầm trụ. Hai, do sáu chủng sự dùng tâm chánh định phân biệt lựa chọn các pháp như thành phản địa sẽ rộng phân biệt. Lại người quán hành có hai chủng tịnh,
1. Tác ý hy tịnh. 2. Sở ý tịnh. Ở trong ba đời sát lìa ngu si, trí thanh tịnh, gọi là tác ý hy tịnh, lìa các pháp phiền não, phẩm thô trọng của ba cõi, gọi là sở ý tịnh. Lại có hai pháp các A-la-hán tâm thiện giải thoát tự chứng bên trong. 1. Ở trong hiện pháp nhân khổ vĩnh viễn tận. 2. Do đây làm tiền dẫn, ở đời đương lai khổ, rốt ráo chẳng sanh.